Minh Đăng và Tuyết Nha xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả đã quan tâm và ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành với đài IBC vừa qua. Thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 1 Tết chúng ta lại cùng nhau đến xem một số những cái phong tục đón Tết Nguyên Đán tại một số nước Á Châu. Không riêng gì Việt Nam mà Tết Nguyên Đán cũng là ngày lễ lớn nhất trong năm của những người dân tại nhiều nước Á Châu với nhiều phong tục thú vị. Trong đó có Nam Hàn. Tết âm lịch cổ truyền của người dân Nam Hàn được gọi theo tiếng Hàn là Seolar, rơi vào khoảng cuối tháng 1 đầu tháng 2 dương lịch. Theo tục lệ, vào 30 Tết các gia đình đoàn vệ sinh sạch sẽ nhà cửa. Buổi tối vào trước giao thừa họ sẽ tắm rửa bằng nước nóng, tẩy trần. Và đặc biệt, người dân của Nam Hàn không ngủ vào đêm giao thừa bởi vì theo truyền thuyết, nếu ngủ khi thức dậy sẽ bị bạc trắng lông mi và đầu óc sẽ không minh mẫn. Trong những tuần giáp Tết, người Nam Hàn, đặc biệt là giới trẻ sẽ trao nhau những tấm bưu thiếp để cảm ơn lẫn nhau về những gì đã có trong năm cũ và cầu chúc một năm mới hạnh phúc. Vào những ngày Tết thì mọi người mặc trang phục truyền thống là hanbok hoặc những bộ quần áo đẹp nhất và gia đình cử hành nghi lễ thờ cúng tổ tiên và thời khắc giao thừa. Những đồ ăn dân cúng Phật thần tổ tiên được chuẩn bị từ trước Tết và hoàn tất ngay vào đêm giao thừa. Đồ ăn cúng 20 món và có món là thóc cốt là một loại phở nước được chế biến đặc biệt. Sáng sớm ngày mùng 1 Tết, sau khi tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo cổ truyền, uống gulbaliso là một loại rượu bổ của Nam Hàn, cả nhà tiến hành đích nghi lễ cúng tổ tiên gọi là chisa do người trưởng nam đứng ra làm lễ. Trẻ em nơi đây được thoải mái tham gia những trò chơi truyền thống được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau. Câu chúc phổ biến của người Nam Hàn là Sehevoki Malhe Paduaseo, có nghĩa là mong nhiều hạnh phúc sẽ đến với quý vị vào năm mới. Trước cửa nhà nào cũng sẽ treo bok chori, là một cái sẻng bằng rơm để hốt thóc gạo rơi vãi. Trang vật này ngoài cửa, người Nam Hàn mong muốn được nhận phúc lộc quanh năm. Tiếp đến sẽ là Singapore. Trong khi các nước châu Á đang nô nức đón Tết với nhiều hoạt động khác nhau, thì ở tại Singapore như thế nào? Kính thưa quý vị, ngay từ những ngày trước Tết, đèn lồng đỏ đã được treo khắp các con đường phố, những ngã đường tại Singapore. Khu phố Chinatown, trung tâm của lễ hội Tết âm lịch ở Singapore, nhộn nhịp bán thực phẩm, hoa tươi, trái cây cho ngày Tết. Khu vực này cũng là nơi tổ chức Chonchie, tức là lễ hội mùa xuân, với rất nhiều những hoạt động văn hóa khác nhau, nổi bật nhất là lễ hội hoa đăng mừng năm mới. Lễ hội Singapore River Hongbao và lễ diễn hành Chingay kéo dài trong suốt hơn một tháng, từ tuần cuối tháng Chạp năm cũ cho đến rằm tháng Giêng âm lịch. Trong suốt 15 ngày, từ đêm giao thừa cho đến hết ngày 15 tháng Giêng, trên đất nước Singapore, đâu đâu cũng diễn ra các hoạt động vui chơi. Vào dịp này, người dân Singapore thường đến các đền chùa để lễ thần Phật vãn cảnh ở các vườn hoa, công viên, các khu di tích, danh thắng văn hóa hoặc là đi chơi ở các khu vui chơi giải trí trong cả nước. Tết cũng là dịp để người ta đi thăm họ hàng, bạn bè và đãi tiệc nhau. Cha mẹ và những người thân đã lập gia đình thì gửi tặng hong bao, tức là tiền lì xì đựng trong những bao đỏ cho những người chưa lập gia đình hoặc là những người độc thân như một lời cầu chúc may mắn cho họ. Tại Trung Quốc, lễ hội mừng năm mới của người dân kéo dài cho tới tận ngày rằm tháng Giêng, khi mặt trăng sáng nhất cũng là Tết Nguyên Tiêu. Người Trung Quốc sẽ nghỉ cả vài tuần làm việc để chúc mừng năm mới và mỗi năm sẽ luôn có một con vật tượng trưng cho năm đó tại Trung Quốc. Trong dịp năm mới, các gia đình sẽ trang hoàng nhà cửa, nấu những món ăn ngon, độc đáo, mua sắm quần áo mới. Gia đình bạn bè tụ họp để chúc mừng năm mới. Trẻ em trong ngày đón năm mới sẽ được nhận những phong bao lì xì, đi thăm hỏi bạn bè, họ hàng, cầu chúc những điều tốt đẹp trong suốt cả năm. Chúng ta đến với Mông Cổ. Ngày Tết cổ truyền âm lịch ở tại Mông Cổ còn được gọi là Tết Tisangansa hoặc là Tết Tháng Trắng. Đây là một trong hai ngày Tết quan trọng nhất và được chờ đợi nhất ở đây. Ngày Tết còn lại là Tết Naadam vào tháng 7. Ngày Tết này được tính theo năm Tây Tạng. Đối với người dân Mông Cổ, Tisangansa không chỉ là một ngày lễ cổ truyền báo hiệu kết thúc mùa đông dài và lạnh lẽo để chào đón một mùa xuân mới, mà còn là thời điểm quây quần sum vầy gia đình, thắt chặt các mối quan hệ xã hội, giống như Tết của người dân Việt Nam.
Vào những ngày này, mọi người thường tụ họp lại ở trong nhà của người già nhất trong vùng, trao đổi các món quà cho nhau, đặc biệt là cho trẻ em. Sau đó, họ sẽ cùng ăn những món ăn truyền thống như là cơm với sữa đông, cơm với nho khô, thịt cừu nướng, thịt ngựa, bánh búa, sữa ngựa lên men hoặc là rượu vodka trộn sữa. Chúng ta tới với Việt Nam thưa quý vị, bùng nổ doanh thu bán áo dài trong mùa Tết Giáp Thìn năm nay. Xu hướng giới trẻ mặc áo dài chụp hình Tết đã tăng vọt trong năm nay, giúp cho kinh doanh trang phục truyền thống bùng nổ vào dịp này. Chủ của hai cửa hàng áo dài tại Sài Gòn chia sẻ đều đặn trong vòng 3 tháng qua, mỗi tháng bán tới 5.000 cái áo dài. Và tháng Chạp năm ngoái thì anh chỉ bán được có 1.000 áo mà thôi. Như vậy, doanh số bán hàng năm nay đã tăng tới 5 lần so với Tết năm ngoái. Theo anh, năm nay khách hàng có xu hướng chuộng áo dài kiểu truyền thống xưa, áo ngũ thân truyền thống, thay vì những dáng thiết kế cách tân. Không chỉ có anh Tuấn mà nhiều cửa hàng thời trang và chuyên kinh doanh áo dài chứng kiến một doanh số bùng nổ dịp Tết. Thống kê của Metric, nền tảng chuyên đo lường số liệu thương mại điện tử cho biết, người Việt Nam chi 41.5 tỷ đồng, mua gần 245.000 chiếc áo dài trên 4 trang web là Shopee, Lazada, Tiki và Zendo trong tháng 12 năm ngoái, thời điểm 2 tháng trước Tết Nguyên đán 2024. Mức tăng khoảng được xem là 60% này so với cùng kỳ năm trước. Và theo những đơn vị kinh doanh, việc chụp hình áo dài chào xuân đón Tết năm nay đã tăng hơn nhiều, kéo theo nhu cầu mua thuê trang phục truyền thống đã tăng vọt. Áo dài đẹp, áo dài cách tân, mẫu áo dài là những từ khóa phổ biến được người dùng tìm kiếm nhân dịp cần Tết năm nay, là theo dữ liệu của nền tảng đo lường xu hướng trên mạng xã hội Social Trend chia sẻ. Và tất nhiên Tết cổ truyền là nét văn hóa truyền thống đặc trưng của Việt Nam. Vì Tết tính theo âm lịch là lịch theo chu kỳ vận hành của mặt trăng, nên Tết Nguyên đán của Việt Nam muộn hơn Tết dương lịch. Toàn bộ dịp Tết Nguyên đán hàng năm thường kéo dài trong khoảng từ 7 đến 8 ngày cuối năm cũ và 7 ngày của đầu năm mới, tức là khoảng 23 tháng Chạp cho đến ngày 7 tháng Giêng. Hàng năm Tết được tổ chức vào ngày mùng 1 tháng 1 theo âm lịch trên Việt Nam và ở một vài nước khác có cộng đồng người Việt sinh sống. Trong những ngày Tết, các gia đình sum họp bên nhau, đi chùa lễ Phật cầu mong an lạc và thành công, cùng thăm hỏi người thân, mừng tuổi và thờ cúng tổ tiên v.v. Ngày nay, ở bất cứ nơi nào có người Việt sinh sống thì nơi ấy đều có tổ chức đón Tết truyền thống. Hình ảnh văn hóa đặc trưng của người Việt nhờ đó đã được lan tỏa khắp mọi nơi. Ở tại khu vực Lido Sài Gòn, chợ hoa Tết của cộng đồng người Việt đã tưng bừng mở cửa với các loại hoa xuân, cầu đối chào Tết và những bao lì xì đỏ tươi. Sắc hoa tươi tắn mang đến hy vọng về một năm mới hạnh phúc và may mắn cho mỗi gia đình. Ngoài chợ hoa xuân, cộng đồng người Việt ở Lido Sài Gòn tổ chức nhiều chương trình khác để đón Tết Nguyên đán như trình diễn âm nhạc, áo dài hay thì gói bánh chưng, bánh tét. Cách xa quê hương và gia đình hàng nghìn km, nhưng những người Hoa Kỳ gốc Việt vẫn đón Tết theo phong tục truyền thống như tặng những bao lì xì trong những chiếc phong bì đỏ tươi với những đồng tiền mới để chúc mọi điều may mắn. Mọi người cũng sẽ đi thăm bạn bè và họ hàng, cùng nhau tham dự các lễ hội và thưởng thức những bữa ăn thật đặc biệt. Khách du lịch đến đây vào thời điểm này được trải nghiệm không khí lễ hội khi mọi người chuẩn bị cho buổi lễ diễn hành dọc theo các con đường phố ở vùng Lido Sài Gòn. Ngoài ra, các cuộc thi và trình diễn âm nhạc, ẩm thực, trò chơi truyền thống của Việt Nam cũng được tổ chức. Nhưng dịp Tết truyền thống này, nhiều ngàn người cũng đã đến chùa Điều Ngự để lễ Phật, đón giao thừa với những tiết mục như ca nhạc, xem múa lân, hái lộc, chúc Tết, đốt pháo và cầu nguyện quốc thái dân an, cầu cho một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Kính thưa quý khán giả, và bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp hôm nay, cũng nhân vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán cổ truyền Xuân Giáp Thìn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Và chúng tôi kính chúc cho quý vị có một năm mới vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau cùng với đài trình IBC TV.